Chào các bác nhé. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Shop bán hàng online chuyên về các mẫu loa điều khiển từ xa, loa mồi chim, loa bẫy chim nhé. Trong clip hôm nay giới thiệu với các bác ba cái mẫu loa 898 và tư vấn cho các bác mua mẫu loa 898 hợp lý nhé. Nói chung là mẫu loa 898. Đây này các bác xem này, mẫu nào cũng đều có số 898 này. Đấy, 898 là E898 này. Cái này cũng là E898 này. Còn cái này là VKS898. Đấy. Thì bây giờ cái mẫu loa này là mẫu loa giá rẻ, loa bằng nhựa, màu rèn di bộ đội. Các bác vẫn gọi là loa màu rèn di. Thì tôi tư vấn cho các bác trên thị trường bây giờ hiện tại là đang có ba cái mẫu loa 898 cơ bản. Thì tôi giới thiệu đầu tiên là cái mẫu loa ZI, các bác nhìn này, ZI E898, ZI E898 nhé. Đây, em dùng lại cái đồng hồ sát. ZI E898 nhé. Cái này thì là cái phiên bản mặt trên màu đen. Phiên bản mặt trên màu đen này có nghĩa là nó dùng cái pin 3,7V và điện sạc là 5V. Anh em vẫn gọi là 898 5V. Thế còn cái này nó cũng là ZI E898. Nhưng mà cái mặt trên này là mặt màu trắng. Thì mặt màu trắng này nó dùng pin 7,4V và nó sẽ dùng nguồn sạc là 10V. Thì anh em vẫn thường gọi cái này là 898 10V nhé. Thế còn cái dòng này thì nó lại là VKS898 nhé, VKS898. Dòng này là dòng dùng pin 7,4V, điện sạc cũng 10V. Cái dòng này là dòng loa mới nhất hiện nay, phiên bản 2019. Thì tôi giới thiệu sơ cho các bác về ba cái mẫu loa này. Thì các bác nắm được là ZI 898 5V, ZI 898 10V và VKS 898. Thì một số các bác hỏi mua hàng và trao đổi với các bác luôn ấy, là hai cái mẫu này là hai mẫu tôi giới thiệu cho các bác để các bác biết được, các bác tham khảo. Thế còn bên shop tôi, bên shop Tân Ánh thì hiện tại là chỉ có kinh doanh và cung cấp cái VKS 898 2019 này là cái mẫu mới nhất hiện nay. Còn phiên bản năm ngoái, phiên bản 2018 của nó là VKE 898 nhé. Còn phiên bản 2019 mã số của nó là VKS 898 và phía sau loa là có số 2019, là hiện giờ shop đang cung cấp cái phiên bản mới nhất này. Thì giải thích thêm cho các bác, cái loa này hiện tại thì nó đóng trong bao bì như này nhé, VKS 1 song này, VKS 898 này. Cái này nó khác với dòng kia ấy nhé các bác, khác dòng kia ở chỗ là tay điều khiển của nó nút bấm màu trắng. Phụ kiện thì nó cơ bản giống nhau thôi. Túi đựng này, cục sạc này, mic nói này. Tại vì cái dòng loa này là dòng loa trợ giảng, nhưng nó khác ở chỗ là tay điều khiển là nút bấm màu trắng nha các bác nhé. Đây phải nút bấm màu trắng. Đây tôi để đây. Thì hiện giờ cái dòng loa này là ổn định nhất, shop đang cung cấp bán. Thì shop đang bán mức giá là 450, là loa và phụ kiện cơ bản, có tặng thêm hai viên pin của tay điều khiển nữa nhé, có tặng thêm 20 viên tiểu nữa. Thì loa và phụ kiện cơ bản như vậy là 450. Thì một số các bác lại thắc mắc là sao lại đắt thế, có nơi bán có 400 với 380 thôi. Thì giải thích với các bác ấy, cái dòng loa rẻ tiền hơn 380 với 400 ấy, nó là hai dòng loa này, hai dòng loa này. Thì cái loa điện 5V này thì nó sẽ rẻ hơn này, và cái loa điện 10V thì sẽ đắt hơn một chút, nó nằm ở giá 380 tới 400. Thì hai cái mặt hàng này thì giới thiệu cho các bác biết và tư vấn cho các bác biết mua cái loa 898 là cái hợp lý. Đối với hai dòng loa này thì shop tôi đã bán qua rất nhiều rồi. Về chất lượng thì nó cũng gọi là tạm tạm thôi. Về độ bền thì không ổn, nó có nhiều lỗi và có rất là nhiều cái điểm yếu điểm nhé. Thì nó là dòng loa giá rẻ, mạch nó không ổn định, thì shop tôi sẽ không kinh doanh hai dòng loa đấy. Shop mình chỉ kinh doanh cái dòng loa đạt chất lượng tốt hơn. Đây cái VKS 898 này thì nó sẽ đắt hơn một chút, đắt hơn mấy chục nghìn. Thì giá hiện tại là shop đang bán là 450. Thì cũng có một số shop bán cái loa này cũng 430 thôi chẳng hạn, nó chênh nhau 20.000 hoặc 10.000. Thì các bác cũng thông cảm là giá tùy từng nơi. Bên shop ấy là các bác mua sẽ được hưởng chế độ bảo hành chu đáo, một đổi một luôn trong thời gian bảo hành. Lỗi có thể đổi một, hoặc là lỗi phụ kiện thì bổ sung thêm phụ kiện. Và trước khi các bác nhận được hàng thì cái loa này đã được test rất là kỹ càng. Đấy, cái không phải là đem về để hộp cái là gói luôn. Thì một số shop khác thì có thể là bảo hành không tốt bằng, hoặc là loa kiểm định không được tốt lắm, thì là giá nó sẽ rẻ hơn 10.000, 20.000. Thì cái đấy là các bác cũng hiểu ra nhé, hiểu cho vấn đề đấy.
thì shop bán cái này là cố định là 450.000. Thì đây tôi tư vấn cho các bác mua, lý do làm sao ấy là shop không kinh doanh hai hàng kia, chỉ cái hàng này thôi ấy. Thì tôi giải thích cho các bác này, đây những con này tôi đã tháo ra hết rồi cho các bác xem bên mạch. Đối với dòng này là cái dòng dùng pin nhỏ, pin 3,7V. Thì đây 3,7V là cái pin một quả như này, một quả ghép lại nó là 3,7V. Thì cái quả pin này nó sẽ nhận nguồn sạc là cục sạc 5V nhé. Đối với dòng loa này lúc trước số cũng bán rất nhiều nhưng mà độ ổn định của nó không cao, nó hay bị lỗi tiếng thì nó không được chắc, nó phập phà phục phùng, nó không được chắc tiếng. Đây thì đây là cái mên mạch của nó. Mên mạch này thì nói chung là nó hỗ trợ cái miếng điều khiển từ xa thôi, chứ còn bản thân cái mên mạch này thì gọi là mọi người anh em trên loa vẫn gọi là mên nửa đấy. Mên một nửa nghĩa là mên bị cắt bớt mất linh kiện, chỉ còn có một nửa thôi nhá. Đấy. Thì quan trọng nhất của cái mên mạch của loa điều khiển từ xa ấy là cái con IC. Con IC tiếng thì đối với giờ cái dòng 5V này thì là con IC bé này. IC bé tí này vào đầu ngón tay này nhá. Thì công suất nó sẽ nhỏ, công suất nó sẽ nhỏ nhá. Đấy, tôi để qua đây. Thì đây là cái mẫu loa mà mặt đen điện 5V. Đây thì có nghĩa là điện sạc 5V là pin một quả đấy. Pin nó là 3,7V nhưng mà điện sạc có 5V. Cái dòng này là tôi cũng đã có bán qua rồi nhưng mà nó lỗi rất là nhiều, bảo hành rất là mệt mỏi luôn nhé. Thì tiếp theo cũng là ZI898 các bác nhé. Và mặt là mặt trắng thì điện sạc của nó là điện 10V. Điện sạc 10V thì có nghĩa là nó sẽ dùng cái quả pin. Dùng cái quả pin là hai quả ghép là một như thế này. Hai quả ghép là một như thế này, dung lượng nó khoảng 1.200 tới 1.500. Hai quả ghép là một. Đấy, thì đối với dòng loa này là sẽ dùng cái nguồn sạc là 10V. Nhưng mà các bác quan sát này, cái mên mạch của nó thì nó sẽ khá hơn đằng bên kia. Nó là mên đủ nhưng mà đối với cái phiên bản ngày xưa cách đây khoảng 1 năm, 1.5 năm thì là phiên bản ZI đời đầu ấy là nó có con IC tiếng, là con IC to. Nhưng đối với phiên bản mới hiện giờ ấy là toàn bộ nhà máy sản xuất nó cắt mất IC to rồi, chỉ còn con IC nhỏ này thôi. IC nhỏ này là công suất yếu thì có nghĩa là giúp cho các bác mà khi các bác mà đánh chim sẻ, các bác độ cái check này, cái check này gọi là check bảng giấy hay gọi là check mắt trâu ấy, các bác độ check vào đây thì một số mạch chạy được, một số mạch thì không chạy được, còn cơ bản thì nó sẽ chạy được tận tẹt. Âm lượng nhỏ thì chạy được, chứ âm lượng to lên một chút thì bắt đầu xịt không chạy được. Khi các bác mà cầu tiếp cái con này vào để nó kích lên ấy thì gọi là chạy được tam tạm, gọi là chạy được tam tạm thôi. Nhưng mà nói chung nó là dòng IC nhỏ, công suất yếu để độ check đánh sẻ lâu dài thì nó không ổn, không êm nhé. Và thứ hai nữa là dùng hàng ngày thì nó cũng rất là nhiều lỗi. Tôi đã bán qua nó 1-2 thùng rồi nhưng mà cái tỷ lệ đổi trả rất là nhiều. Thì bây giờ khi cung cấp cho các bác thì cũng mong muốn là các bác nhận được cái sản phẩm tốt nhất. Cái sản phẩm tốt nhất thì là shop sẽ làm những cái mẫu loa nó ổn định nhất. Chứ còn những mẫu loa này nó rẻ đi được có 30-40 nghìn thôi. Thì các bác tiếc vào 40.000, các bác mua loa này và không dùng được hoặc dùng nó nhanh hỏng thì cũng không tới đâu cả nhé. Thì giờ tôi giới thiệu cho các bác cái mẫu chi tiết mà shop đang cung cấp cho các bác là độ ổn định nó cao. Nói là độ ổn định cao nhưng không phải là không có lỗi. Một số bác nhận được hàng cũng đã bị lỗi chứ không phải là không nhé, mà shop thì đã bảo hành chu đáo cho các bác một đổi một trong thời gian bảo hành. Còn phụ kiện thì sẽ có lỗi phụ kiện thì sẽ có bổ sung phụ kiện. Thế còn đây là đồ điện tử thì cũng nói luôn với các bác rằng là đồ điện tử thì nó là thuộc về tính chất hên xui, cái bền cái không. Thế còn shop thì chỉ bảo hành cho các bác được 2-5 ngày kể từ ngày các bác mua hàng. Thì trong gọi là thời gian đầu các bác dùng ổn định thì các bác cứ hình dung ra cái loa nhựa này, các bác dùng tuần 2 tuần đầu không ổn định lỗi thì shop sẽ đổi ra cái mới. Còn các bác dùng 2-3 tháng sau thì những cái này là nó sẽ chảy xước này, nó sẽ bẩn này, nước sơn này nó sẽ xước này. Mà khi nó xước như vậy rồi thì không có một kho xưởng nào mà nhận đổi lại được hết các bác nhé. Không kho xưởng nào nhận đổi lại hết. Các bác dùng trong thời gian đầu giữ gìn. Khi mà shop đem về thì shop vẫn còn bảo hành đổi được cho xưởng. Thế còn một số các bác mà dùng không giữ gìn, có 10 ngày 20 ngày thôi mà đã chảy chụa rồi, mà lỗi thì shop vẫn đổi cho các bác cái mới. Đấy là trong thời gian bảo hành. Thì giờ tôi nói cho các bác cái ưu điểm của cái dòng loa này. Dòng loa này thì là tôi cũng tháo ra cho các bác xem về cái mên mạch của nó. Dòng loa này thì sẽ dùng pin to. Đây dùng pin to như này. Pin to này là pin 7,4V. Pin 7,4V. Cái này thì thực ra là tùy từng đợt hàng. Đây nó có đóng thông số pin ở đây này. Đợt thì nó 1.800, đợt thì nó 1.500, đợt thì nó lại 2.000. Cái này mình phải bóc ra mới thấy được nó là bao nhiêu. Như này.
cái này nó là 1.800 này các bác này, 1.800 mAh 7,4 V. Thì đối với quả pin này thì cái loa này sẽ dùng nguồn sạc là 10V, nguồn sạc là 10V. Nhưng mà điều quan trọng nhất các bác quan sát giúp tôi, đó là chỉ còn duy nhất cái mẫu loa 898 này, mẫu loa VKS898 này này, là nó còn giữ được con IC tiếng to, con IC chính, con IC chủ lực ấy, con IC công suất ấy, là con IC to này này. Đấy, con IC to này. Thì ngày xưa các bác ở trên cái mạch loa E76 hay là loa 898 đời cũ ngày xưa ấy, thì nó mới có con IC tiếng, con IC công suất to này. Cái này gọi là con IC công suất nhé. Thì hiện tại bây giờ chỉ có mẫu duy nhất cái loa VKS này này. Năm 2018 thì nó là loa VKS. Năm 2019 thì nó là VKS. Tôi xin lỗi nhé, hay bị nhầm. 2018 thì nó là VKE. Còn sang 2019 thì nó là VKS. Thì đối với chỉ duy nhất mẫu loa này là còn con IC công suất là IC lớn. Thì đối với IC công suất lớn này thì sẽ giúp cho các bác tải những cái check độ, những cái check sẻ mà ok và vi vu nhá, không phải suy nghĩ về công suất. Còn đối với dòng kia thì nó sẽ tầm tẹt hơn. Còn hầu như không phải tải được cái check độ đâu. Còn đối với dòng này thì độ ổn định nó cao hơn. Tuy rằng nó vẫn có lỗi chứ không phải không có lỗi. Một số các bác nào mà mua phải hàng bị lỗi đấy, chẳng may bị lỗi không may thì sẽ nhận được sự bảo hành chu đáo của shop nhé. Thế còn cơ bản là nó ổn định hơn. Tôi bán cái này tôi nhàn hơn, ít phải bảo hành hơn. Thì thông báo các bác là cái mẫu loa 898 điều khiển từ xa, loa rèn di gọi là loa giá rẻ đấy, thì shop chỉ có làm cái mẫu VKS898 thôi, là giá là 450. Đấy, và hai cái mẫu kia thì giá 400, giá 380 thì shop không làm, nó không làm. Còn đặc biệt cái mẫu loa E76 này thì là shop tránh xa luôn rồi, không dám làm nữa. Nó cực kỳ lỗi, cực kỳ hỏng luôn, bảo hành đắm đuối luôn. Thì cái này thì là cái clip sau nói về loa đánh sẻ, tôi sẽ nói kỹ hơn về cái mẫu loa E76 nhé. Thì bây giờ là chỉ tư vấn cho các bác cái mẫu loa 898 làm sao các bác mua được cái mẫu loa hợp lý, phù hợp với túi tiền và chất lượng nó được ổn định nhé, chất lượng ổn định. Thì cái này là cái công suất IC tiếng của nó là công suất lớn này, và cái những cái men mạch này nó sẽ ổn định hơn. Các bác quan sát này, cái này nó có nhiều tụ hơn, nhiều linh kiện hơn. Các bác quan sát đây nhé, IC thì công suất thành IC bé này, hầu như những cái con tụ là bị cắt hết, bị cắt hết những con tụ nhỏ này. Còn bên này các bác quan sát này, IC tiếng là IC công suất là IC to này, còn hai bên dàn tụ là mỗi bên 3 cái này, là 6 cái này. Đấy. Vẫn có một cái con IC đây. Đấy. Thực ra là cái này là cái con IC công suất đấy, là nó cắt nhỏ như này này, thành bé như này thôi này. Đấy, con này IC này con IC chung rồi, IC bo mạch, IC điều khiển chung rồi, con IC công suất là bé tí này thôi. Đấy. Mẫu bên này cũng vậy, đấy, mẫu bên này cũng vậy này, cái con IC công suất nó còn nó nhỏ tẹo này thôi. Là cái mẫu 5V đấy, đấy chỉ duy nhất cái mẫu 10V và VKS ấy thì còn IC công suất là IC to, IC to. Và thực tế đã chứng minh rằng là cái loa này nó ổn định hơn, tôi bán tôi ít phải bảo hành hơn. Thì đây là trong cái clip ngắn giới thiệu và tư vấn cho các bác chọn mua cho mình cái mẫu loa 898 hợp lý, và cũng giải thích luôn với các bác là khi shop báo giá với các bác là 450, có nghĩa là cái mẫu loa đắt nhất trong dòng 898, còn cái dòng 380, 400 thì shop sẽ không làm, không kinh doanh nha các bác nhé. Thì các bác xem kỹ video và nắm kỹ giúp tôi, và các bác tham khảo để lựa chọn cho mình một cái mẫu loa phù hợp, đáp ứng được cái chất lượng và cái giá tiền các bác bỏ ra nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong cái clip sau nói về loa điều khiển từ xa nhé. Xin chào.